chào anh em. Sau đây em sẽ test một đoạn karaoke để anh em nghe về cái bộ dàn này nhá. Em đang hát về cái bộ dàn clip. Xin chào tất cả anh em. Cái bộ dàn này là bộ dàn 5.1 anh em nhá. Và sau đây theo nhu cầu của khách hàng thì em sẽ test một đoạn karaoke để anh em nghe thử trải nghiệm qua cái bộ dàn này nhá. Em đang dùng tất cả là 5 loa, một cặp loa phông và một cặp surround và một con center, cả một con súc nữa, súc của nó luôn, tất cả là đều của hãng Calip. Và cái bộ này em sẽ đặt hát karaoke anh em nghe thử nhá. Thức trắng đêm nay chết lại nhật ký của hai đứa mình. Đường yêu anh bước chân vào gặp em là muôn bức tranh. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi nhé.